Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Với các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình đi nhận thưởng nha. Sương sương thì chúng ta có một cái best. À, best này là tăng máu nha. Còn cái đây là best tăng đam. Quá là tuyệt vời luôn ha. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với là ống nghiệm. Thì ở đây mình có là ống nghiệm M. Và tiếp theo là ống nghiệm gì đây? Ống nghiệm vẫn là M các bạn ơi. Ante thì vẫn bán những cái mảnh rồng cho mọi người nha. Anh em nào muốn mua những cái mảnh rồng về để nâng sao hay summon có thể liên hệ bên mình ha. Đây, ở đây thì mình đã summon thành công được một thành viên thuộc dòng là Heroic. Con này thì các bạn biết rồi đó, thuộc dòng là Heroic VIP. Và em này thì sở hữu sức mạnh khá là đẳng cấp nha. Nói chung là mình hơi bị mê con này luôn á. Không biết các bạn thấy sao chứ em này là nhìn rất ngầu và mạnh nha mọi người. Với kỹ năng đánh lan thì phải nói là khỏi chê vào đâu luôn. Đây là thành viên Heroic VIP nha mọi người. Con này nó sẽ có là tầm khoảng 2 cái skin ha. Và các bạn biết rồi đó, skin nó sẽ mang lại một cái sức mạnh không hề nhẹ cho bé yêu ha. Ở đây thì mình sẽ cho con này nó lên maximum, không biết là lên nổi hay không mới nhờ. Maximum thì chắc tầm khoảng là level 40. À, tầm khoảng 6 triệu thức ăn là chắc có thể lên được 40 rồi đấy. Rồi, dư sức qua cầu ha. Chỗ này thì anh em mình sẽ mang bé yêu đi thể hiện nhẹ xương xương. Và hiện tại thì mình đang có là ít ra là được một con level 40 rồi đúng không? Ôi, bây giờ thì mình sẽ đến với cái khu vực để đi giao lưu nha mọi người, là khu vực quest. Ở khu vực này thì chúng ta sẽ được đại chiến với những thành viên khá là xịn sò. Đâu rồi, kiếm cái tem nào nó ghê ghê gớm gớm, anh em mình vô thể hiện nhẹ ăn tí coi. Rồi, chúng ta giao lưu nhẹ ở cái này đi ha mọi người. Và mình sẽ mang cái thành viên VIP của mình vào. Bé yêu của mình thì nó có cái tên là Rez, dòng Heroic, và level là tầm khoảng 40 đây. Đó, thành viên Cute đây, một em level là 70 nha, còn em này thì mới 40 thôi. Và để solo gà này thì nó cũng hơi căng tí, chắc có lẽ là mình phải giao lưu nhẹ cái giáp này trước nè. Sau khi mà bế xong cái giáp thì anh em mình mới tính toán đến cái việc đó là cho bé VIP của chúng ta ra để thể hiện kỹ năng đánh lan của mình thì khá là ổn, nhưng mà kỹ năng này nó sẽ làm cho mình bị mất máu nha. Rồi, đánh lan nhẹ coi đam của chúng ta là bao nhiêu đây? 20 mấy ngàn. Ok, tính toán được cái lượng đam rồi thì mọi chuyện nó sẽ dễ dàng hơn. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho Hunter một lượt đăng ký nha, cũng như là like nhẹ video để ủng hộ bên mình với nha mọi người. Hiện tại thì Hunter vẫn có bán những ở Dragon City khá là xịn sò cho anh em. Và kèm theo đó thì mình cũng có nhận mở cái gói VIP trong game luôn nha. Anh em nào muốn mở cái gói VIP trong game cũng có thể liên hệ bên mình. Và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình ha. Link thì bên dưới phần mô tả của video, anh em check link bên dưới cho an tâm nha. Ui, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với là thành viên đặc biệt với kỹ năng đánh lan. Hai bé đã bị xóa sổ, bé này thì mém xóa được. Đơn giản vì cái thành viên này đó là nó có cái giáp để nó có thể chịu được một cái lượng sát thương khá lớn đến từ mình ha. Wow, 14. Rồi, tuyệt chiêu đặc biệt đã hồi lại Victory. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với cái tem như thế nào đây. Wow, wow, wow. Kèo này hơi căng nha. Đội hình tem bạn khá chất lượng. Ở đây thì chúng ta kéo nhẹ. Ui, 34. Kèo này hơi gắt. Rồi, một em đi du lịch, em thứ hai. Ây chà, pha này hơi thốn nè. Đây giảm 50% thì chắc có vẻ ổn. Rồi, kèo này mình bụp chắc được. Vẫn đang chưa... Ây chà, trời ơi, khoai thế nhờ. Rồi, thành viên trùm cuối của team bạn thuộc dòng là Titan. Đây, bây giờ là phải nhây phá cái giáp rồi sau đó mới gõ vào trong được. Tiếp theo thì chắc có lẽ là mình phải kiếm con nào nó mạnh mẽ xíu. Con này nó yếu nhưng còn muốn thiêu nha mọi người ơi. À, bé Gon. Để mình nhớ coi BLO. Rồi, anh em mình có thành viên ma cà rồng Gon nha. Bé này thì các bạn biết rồi đó, khá là mạnh luôn. Ôi, vàng này thì khá là chất lượng. Anh em mình phải tính toán sao cho hợp lý. Lượng đam của chúng ta đang gắn lên tới là 54% tăng đam. Cưa nhẹ. Wow, bây giờ bắt đầu đi phá giáp nè. Rồi, giờ có cái chiêu gì đặc biệt vui vui vẻ vẻ không? Cưa nhẹ một chiêu băng đi.
Ôi đám to vậy. Ôi tầm sát thương này thì nó khá là cao rồi. Anh em mình tính toán sao cho nó hợp lý bây giờ. Không hạ được các bạn ơi. Ôi nó quýnh mình hai lần luôn mới đau. Rồi victory ha. Thiệt tình là khá là khó để có thể canh bế được. À, chỗ này thì anh em mình sẽ đến với cái tem này đi. Đây. Vàng rồng của mình thì cũng khá là ok. Rồi ở đây chúng ta sẽ đến với là kỹ năng đánh lan. Gõ cả ba em cùng một lúc nè. Ôi em này vẫn còn được một xíu máu. Victory ha. Bật nhẹ. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với đây bé này luôn. Wow. Rồi chỗ này thì chúng ta lụm nhẹ ha. Qua cửa. Ôi ở đây thì chắc có lẽ là phải cần mấy bé rồng này chúng ta mới đánh được. Rồi anh em mình không càng quét được khu vực này nữa. Chúng ta sẽ đến với cái khu vực arena. Và lần này chúng ta sẽ giao lưu. Ôi còn có tiếng máy nữa hết rồi. Wow bạn giành vị trí hạng nhất đang có 119 điểm nha mọi người. Đây anh đại của chúng ta Heris Rim. Con nào mà có chiêu huyền thoại với lại là chiêu băng thì nó đang được tăng máu. Giờ thì mình sẽ ưu tiên kiếm con nào có huyền thoại hoặc là chiêu băng. Thì đây mình có con ma cà rồng. Huyền thoại với băng. Ôi con ma cà rồng này nó còn đẳng cấp nữa. Có hai chiêu luôn. Thời tới cản không kịp các bạn ơi. Săn tay áo lên và anh em mình đi làm việc coi nào. Ôi cái gì chơi có nhân 2 thôi hả. X2 như vậy thì khá là khoai rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phá nhẹ cái bộ giáp. Sau đó thì anh em mình sẽ đến với là chiến thần Heris Rim của chúng ta với kỹ năng là đánh lan. Ôi căng thế nhờ. Bé này quất mình hai phát liên tục luôn đó nha. Chỗ này thì anh em mình sẽ chuyển sang ma cà rồng băng đi. Lấy máu tăng đam. Bế thì được rồi đó. Ôi nó bị nhiễm sát thương kìa. Mong rằng nó bế mình một phát thôi. Ôi nó gõ mình hai lần luôn các bạn ơi. Cay thiệt. Ôi đam đúng to luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gõ cả ba thành viên cùng lúc. Pha này bắt đầu hơi gắt một xíu rồi. Ôi nó hồi lại một cái lượng máu rất lớn luôn các bạn ơi. Kèo này thì khoai kinh khủng rồi. Rồi bây giờ ấy cha. Trời ơi. Ôi cha ơi nó quýnh mình không trượt phát nào luôn anh em ơi. Kèo đúng căng. Giờ thì anh em mình chơi trò hút máu đi. Ây khó khăn cho mình. Pha này thật sự quá khó luôn á mọi người. Giờ anh em mình tính toán làm sao bây giờ. Tính toán làm sao cho nó gọi là nó hợp lý nhất có thể. Ây cha hồi sinh nó lại thêm một lần nữa. Rồi ổn. Bây giờ thì anh em mình sẽ chơi trò hút máu nha. Đó sau khi hút máu rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với. Ây búp máu. Căng dễ sợ. Bình tĩnh mà rung. Yeah victory anh em ơi. Thôi ôi công nhận cái trận rồi là khá là căng não luôn nha. Ôi tên bạn có Heris Rim luôn. Mình thì bây giờ đang rén rồi. Cái con Heris Rim của mình hiện tại là thành viên mới nở thì mới level 40 thôi. Cho nên là đưa nó ra mà chiến đấu thì nó cũng khá là chua. Lên dẻ hai em luôn. Quá tuyệt vời. Rồi chỗ này chúng ta chơi kỹ năng đánh lan thêm một phát cho đẹp nè. Đó. Bé Heris Rim kia của mình nó lên được tầm khoảng level 70 nữa. Là coi như tên bạn nó đắp chiếu cho anh em mình tiếp luôn ha. Ôi căng thế nhờ.
Rồi, victory. Vậy là anh em mình đã qua được một cửa nữa rồi ha. Tiếp theo thì chúng ta đến với cái dàn. Cái dàn này thì nó cũng khá là nhẹ nhàng. Vì anh em mình đó là có chiến binh Heresy Rim. Đây là cái lượng đam của mình rất là lớn nha. Đó, một phát một thôi là anh em mình hạ luôn cả hai con cùng lúc. Ôi, tem này hình như mới quýt xong hay sao nhỉ? Thấy quen quen ấy. Rồi giờ thì chúng ta sẽ đến với chiêu này là phải nói là đam cực gắt. 345.000. Lượng sát thương rất là lớn luôn ha. Rồi, victory. Vậy là chúng ta đã qua thêm được một cửa ải nữa. Chỗ này chúng ta còn 3 trận ha. 3 trận này thì chắc có lẽ là tốn 15 viên game để chúng ta có một cái vòng quay may mắn. Ây chà, nó nhích lên chút xíu nữa là được nhân 10 luôn á cả nhà. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đi phá giáp thì đây, cưa nhẹ. Ôi, 250 mấy ngàn luôn các bạn ơi, lượng đam rất lớn nha. Wow. Ôi, nó quýt mình hai lần luôn. Ây chà, rồi, lấy máu tăng đam. Chỗ này thì mình nhây thêm một phát nữa. Ôi, một em đã bị hạ. Rồi, ở đây thì chúng ta... Ôi, ôi, nó bế mình nữa luôn. Rồi, victory ha. Quá tuyệt vời khi mà Macaron Gold kèm thêm sự trợ giúp đến từ Heroic Stream. Một cái sự kết hợp khá hoàn hảo nha mọi người. Vừa búp máu mà vừa hút máu nữa, cho nên có con Macaron này mình rất là kết nó luôn. Wow. Ôi, nhẹ nhẹ thôi. Rồi, sau đó thì anh em mình đánh lan nè. Đó, bây giờ là chơi thêm một phát nữa. Wow, hai em ngã ngựa. Ây chà, còn kèm thêm lửa hái tử thần. Ôi chà, nó còn quất thêm một lần nữa luôn. Không dễ dàng tí nào ấy nhờ. Wow, victory ha. Cửa ải tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với Heroic Dream. À, bé này thì Watsum và kèm theo Vodos à? Ở bé Void chứ. Đây, Heroic Void ha. Lấy máu tăng đam nè. Ôi, nó chưa đánh lan. Bé này đánh lan thì mình cũng đánh lan được vậy chứ hả. Ôi, nó bế mình hai phát, các bạn ơi, muốn hết máu luôn á nha. Rồi. Con này thì cũng hơi khỏe. Ôi, con này có chưa đánh lan, oh no. Trời ơi, mém ngẫm anh em ơi. Mém ngẫm của tỏi. Rồi, mình búp vừa là full máu cho Macaron Gold luôn, quá tuyệt vời. Wow, với hai chiêu đặc biệt thì bé Macaron Gold của mình phải nói rất là đẳng cấp luôn các bạn à. Đây, vậy là anh em mình đã càng quét được tầm khoảng 6 trận ha. Và event này là event Blood Island. Ôi, Arena. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi thu hoạch thức ăn để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Wow. Ok, anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho anh ta một lượt đăng ký nha. Cũng như là like nhẹ video ủng hộ bên mình với. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo luôn nha.